Ái Vân, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình, rổ rá cặp lại vẫn ly hôn, cả hai đều muốn tự tử. Sau cuộc ly hôn đầy ồn ào và tốn nhiều giấy mực của báo giới, Ái Vân sang Đức sống bươn chải vất vả. Nghệ sĩ nhân dân Trần Bình ở lại cũng không hề vui vẻ. Cặp trai tài gái sắc đình đám. Ái Vân là một nữ nghệ sĩ đa tài, thuộc lứa ca sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc, lại có nền tảng nghệ thuật dân gian từ gia đình nên hát rất hay, không những kỹ thuật mà còn truyền cảm. Cô sở hữu chất giọng light, lyrico, soprano cao, sáng, bay cùng âm sắc vô cùng đặc biệt. Không những vậy, Ái Vân còn diễn xuất tốt, múa giỏi và có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm thời bấy giờ. Cô vẫn được khán giả ca tụng là người mang vẻ đẹp và giọng nói chuẩn mực của con gái Hà Nội thanh lịch gốc, khiến bao chàng trai mê mẩn. Ái Vân cũng là một trong những ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên của miền Bắc sau năm 1975 thành công vang dội từ sớm với tiếng hát phủ sóng khắp nơi. Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình ngày ấy cũng là một diễn viên múa tài ba, sáng giá của Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam. Năm 1982, Ái Vân được sang Đức tham gia liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden và đoạt giải thưởng lớn. Đây là giải thưởng nhạc nhẹ đầu tiên của một ca sĩ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Cũng trong năm đó, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình đoạt huy chương vàng toàn quốc về múa ít người. Tuy chỉ cao 1m60 và phải thi đấu với những đội múa cao trên 1m70, nhưng nghệ sĩ nhân dân Trần Bình vẫn thuyết phục ban giám khảo cũng như hơn 200 người xem đoạt giải cho tất cả các tiết mục của anh tham gia. Năm 1985, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình cùng đoàn nghệ sĩ Việt Nam sang Nga biểu diễn và một mình anh gây ấn tượng với khán giả nước ngoài khi thực hiện động tác hai chân hai tay xoạc thẳng, tạo đường thẳng song song trong tiết mục múa sạp. Các nghệ sĩ nam khi ấy đều chưa ai làm được động tác này. Nghệ sĩ nhân dân Trần Bình khi múa có thể thực hiện tới 200 động tác, trong khi người khác chỉ có thể làm đến 20 động tác là thở dốc. Anh cũng nằm trong 3 nam nghệ sĩ có vòng đùi to nhất lên đến 58,5 cm. Vì vậy, cuộc kết hôn giữa cặp trai tài gái sắc này từng khiến dư luận một thời chú ý và trầm trồ, được báo giới miền Bắc săn đón, đồng nghiệp chúc tụng. Bi kịch ở rễ và cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực. Được biết, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình quen Ái Vân từ năm 1971 khi tham gia làm kịch ngắn cho đài truyền hình. Sau đó, Ái Vân vào Nam tham gia đoàn ca múa Bông Sen kiêm phát thanh viên đài phát thanh. Tới năm 1976, Ái Vân ra học Nhạc viện Hà Nội và sau khi tốt nghiệp về công tác tại Nhà hát Nhạc nhẹ Việt Nam năm 1979, nơi nghệ sĩ nhân dân Trần Bình hoạt động. Cả hai kết hôn vào năm 1982 và có với nhau một con trai. Điều đáng nói là, trước khi đến với nhau, cả hai đều đã từng trải qua một lần đò. Người chồng đầu tiên của Ái Vân là nghệ sĩ kịch câm Đặng Dũng, còn người vợ trước của nghệ sĩ nhân dân Trần Bình là cô Hồng. Đám cưới của Ái Vân và nghệ sĩ nhân dân Trần Bình được tổ chức khá sang trọng tại tầng 2 Bodega Tràng Tiền, với nhiều quan khách trong ngành và giới nghệ sĩ miền Bắc. Điều đáng nói là, ở thời điểm cưới nhau, Ái Vân dường như nổi tiếng và có gia thế trên cơ nghệ sĩ nhân dân Trần Bình. Cô là con gái của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Ái Liên, cùng ông Hà Quang Định, chủ hãng Việt Phim, hãng phim tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, kinh tế rất vững. Lúc đó, Ái Vân lại vừa đi Nga biểu diễn về, có được 4 chỉ vàng trong tay và bỏ ra lo liệu hết cho đám cưới, làm một cái gác xếp ở 38 phố Huế cho vợ chồng ở. Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình lại khá khó khăn khi ly hôn người vợ đầu. Anh nói, trước khi ly dị Hồng, người vợ đầu tiên, tôi giàu lắm. Có cả xe con lợn 125 phân khối, xe Nhật, dáng giống Harley Davidson. Hà Nội bây giờ chỉ có 2 chiếc là của tôi và anh Biên ở phố Hai Bà Trưng. Sau ly dị, tôi chẳng còn xe, chẳng còn gì ngoài ngôi nhà 41 hàng gai mà đến nay tôi vẫn mang hộ khẩu. Chính vì thế, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình đã quyết định ở rễ nhà Ái Vân. Đây là một trong những quyết định mà đến tận bây giờ anh vẫn cho là sai lầm, dẫn đến bi kịch hôn nhân giữa hai vợ chồng. Anh tâm sự, cưới xong tôi ở rễ, đây là sai lầm lớn nhất. Tới khi thấy ra vấn đề thì không kịp chữa nữa. Nhất cử nhất động của hai vợ chồng, cả nhà biết hết. Chưa kể, gia đình bố mẹ vợ đều phản đối Vân lấy tôi. Lúc ấy Vân là cành vàng lá ngọc, toàn Việt kiều theo đuổi, trong khi tôi chỉ là anh diễn viên quen. Riêng chuyện ăn cơm thôi, gần 20 năm đến giờ tôi vẫn thấy khiếp. Bữa cơm nào tôi cũng lần lượt mời hàng chục thành viên trong gia đình. Rồi chuyện mùa hè, hai vợ chồng nằm với nhau, bố vợ lên dựng dậy bắt làm kiểm điểm. Ngược lại về phía mình, Ái Vân lại cho rằng việc ly hôn là do cô không chịu được chồng cũ. Cô nói, tôi không thể hình dung được cuộc đời tôi lại có những năm tháng khốc liệt đến thế. Chính tôi đọc lại mà tôi không cầm được nước mắt đau đớn. Người chồng đó là một nghệ sĩ múa rất giỏi giang, có tài. Chỉ có điều, lúc vui thì không sao, còn lúc buồn, tôi chẳng là gì, như con chó con mèo trong nhà. Tôi là nghệ sĩ, không muốn hình ảnh mình bị kém lung linh trong mắt khán giả. Dù hôn nhân bi kịch, nhưng nghệ sĩ nhân dân Trần Bình khi ấy vẫn rất yêu Ái Vân, nên không chấp nhận ly hôn. Điều này khiến Ái Vân đi đến quyết định dại dột là uống thuốc ngủ tự tử. Sau đó cô được cho đi ngay sang Đức du học, khiến báo giới xôn xao, dư luận bất ngờ, ai cũng đàm tiếu. Cô nói, tôi muốn chia tay một cách bình yên nhưng người ta không cho, nên tôi buộc phải chạy trốn bằng cách rời khỏi Việt Nam. Giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao, tôi đau đớn vứt bỏ hết gia đình, cha mẹ già, đứa con thơ duy nhất mới 4 tuổi để đi Đức. Tôi đau hơn cắt da cắt thịt, nhưng còn hơn ở lại để chọn cái chết. Hậu ly hôn khó khăn nhưng cái kết viên mãn. Sau cuộc ly hôn đầy ồn ào và tốn nhiều giấy mực của báo giới, Ái Vân sang Đức sống bươn chải vất vả. Nghệ sĩ nhân dân Trần Bình ở lại cũng không hề vui vẻ. Chính Ái Vân còn phải thừa nhận. Tất nhiên tôi hiểu, người chồng ấy ở lại còn khổ hơn tôi vì phải đối diện với dư luận, bạn bè, đồng nghiệp, công chúng. Bản thân nghệ sĩ nhân dân Trần Bình cũng tiết lộ, sau khi ly hôn Ái Vân và để vợ sang Đức, anh một lần nữa lâm cảnh đường cùng, suýt kéo theo con tự tử bằng cách lao xe xuống cầu Chương Dương. Anh kể, tôi đã vào số 1 rồi, trình độ lái xe phân khối lớn của tôi rất khá, nên chỉ vài động tác là có thể lao xe qua thành cầu xuống sông Hồng. Thằng Vũ, con chung với Ái Vân, đang nằm trên bình xăng, bỗng nhiên nó nhổm dậy, quay lại ôm bụng tôi. Bố ơi, con lạnh lắm, bố con mình về nhà đi. Tôi dừng xe, nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Sau khi trải qua những gian khổ khó khăn hậu ly hôn, cả Ái Vân và nghệ sĩ nhân dân Trần Bình đều một tay tự gầy dựng lại sự nghiệp cho bản thân. Ở Đức, Ái Vân đi hát cho một số show diễn nhỏ của cộng đồng người Việt, rồi thí giọng tại Thụy Nga và được ký hợp đồng thu âm ghi hình. Cô sang Pháp biểu diễn rồi định cư tại Mỹ. Thời gian đầu hoạt động tại ngoại, Ái Vân được khán giả và nhiều đồng nghiệp chấp nhận. Danh hài Chí Tài kể lại, khi Ái Vân vào Thúy Nga, có ít nhất 3 ca sĩ không muốn hát chung với chị. Tuy nhiên, Ái Vân đã dần chinh phục khán giả lẫn đồng nghiệp nhờ tài năng của mình. Không chỉ hát hay, Ái Vân còn diễn xuất rất tốt, lại múa đẹp, nên đảm nhiệm được những màn ca múa tập kỹ phức tạp trên sân khấu Thúy Nga. Điều khiến Ái Vân khác biệt với các ca sĩ hải ngoại khác là cô chuyên trị dòng nhạc dân ca Bắc Bộ với âm hưởng quan họ ca trù. Trên sân khấu Thúy Nga, cô hóa thân vào nhiều nhân vật như Thúy Kiều, Thị Mầu. Ngoài ra, Ái Vân cũng hát nhạc nhẹ rất hay. Ở trong nước, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình tiếp tục vay tiền để làm ăn lại, vực dậy sự nghiệp của mình. Anh vay 6 triệu để tổ chức đêm nhạc, mời được Ngọc Sơn, Cẩm Vân từ Sài Gòn ra diễn và thắng lớn. Từ đó, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình kiêm luôn vai trò bầu show đến tận bây giờ, chuyên tổ chức, trực tiếp đạo diễn các show nhạc lớn với sự tham gia của tất cả các nghệ sĩ hàng đầu khắp trong Nam ngoài Bắc. Anh cũng thành công trên cương vị lãnh đạo. Sau nhiều năm hoạt động, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình được bầu làm phó giám đốc Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam năm 1991 và lên giám đốc vào năm 1994. Năm 2010, anh là chiến sĩ thi đua toàn quốc duy nhất của ngành, trước đó từng được trao huân chương lao động hạng nhất. Anh cũng là nghệ sĩ múa tồn tại lâu dài với nghề nhất, đứng trên sân khấu tới tận năm 45 tuổi. Về đời sống cá nhân, cả hai đều tìm được bến đỗ hạnh phúc sau khi ly hôn. Tại hải ngoại, Ái Vân kết hôn với người chồng thứ ba là một kỹ sư tin học, có với nhau một con gái. Ở trong nước, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình đang sống hạnh phúc bên người vợ thứ ba là giám đốc nhà hát nghệ thuật đương đại, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quỳnh Trang. Sau nhiều sóng gió, mối quan hệ giữa nghệ sĩ nhân dân Trần Bình và danh ca Ái Vân đã bình thường trở lại. Chính anh là người thúc đẩy, giúp nữ danh ca về nước biểu diễn. Cả hai cùng tái ngộ nhau cách đây vài năm khi Ái Vân về nước ra mắt hồi ký.